Bây giờ làm cảnh sát thì là khó quá. Người ta đi tắm cũng phải theo sát mình. Tao lét đó. Nè anh Trung à, anh Trung, thằng mất dịch rồi, đã bắn cổ đó. Hả? Đi qua. Là vị khách quý của cuộc triển lãm hôm nay, ông ta rất là hứng thú về người cơ giới, muốn tổ chức. Hèn chi có nhiều quốc gia đem người cơ giới tới triển lãm. You will see the first offering, which in this case is a unit from titanium ytterbium metal alloys. They are controlled by the latest in chip tech. If you look up, you will see that models of both sexes present. And of course, movement coordination has been perfectly tuned. Fighting machine, powered by an electrical current of 100 million. Biết cô Sarina rồi. Vậy sao? Không có gì nữa. Chúng mình liên lạc sao nha hả? Biết không à? Tôi tên là cậu chảy nè. Đời có nhiều việc đó không nổi đâu. Cô Yến à, rồi đây chúng ta phải đối phó với kẻ. Đừng có hỏi tôi nữa. Tào Hỏa nói tôi biết coi. Cô không có hiểu được đâu. Trừ khi cô có tự tôi làm cái gì đây. Madam. Anh muốn kiếm ba cô. Cô coi gương thử coi. Phải không? Cô Yến à, Yến phải cẩn thận mới được đó nha. Biết rồi, bye bye. Bye bye.